bạn chị em là buổi trưa nay chúng tôi xin lại gặp gỡ với một số các anh chị em trong nhóm cầu nguyện cũng là thân hữu mà tôi được biết là trong thời gian tôi phục vụ ở đây trong 4 năm trước. Thế thì trong cuộc gặp gỡ vấn đề đó chúng tôi nói nhiều chuyện lắm, cười nhiều lắm, nhưng mà có một cái chuyện đặc biệt đó là chúng tôi nói về đã có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, có người đầu bạc, có người đầu tầm xanh. Chúng tôi nói nhiều về tuổi tác và chúng tôi nói về cái thời gọi là son sẻ trẻ trung của mình. Thế thì tôi nghe câu chuyện các anh em nói của Thượng Hòa và câu chuyện đó thì mình chợt trong lòng mình, trời ơi, không biết thời gian nó là cái gì mà sao nó tàn nhẫn thế. Tôi muốn như người ta nói, mình nói I want my 20 back. Tôi muốn trở lại tuổi đôi mươi. Cái bộ hơi khó đấy, trở lại tuổi đôi mươi chắc nó phải đi 40 năm nữa. Thì tôi suy nghĩ như thế này, có lẽ mọi người trong chúng ta, trong cái kiếp con người, chúng ta không thể nào mà phủ nhận được cái định luật của thời gian. Nó đến nó làm chúng ta già nua tàn tạ đi. Cái thân xác này một ngày kia đã từng khỏe, trẻ, đẹp, tóc đã từng xanh, bây giờ thì không còn như thế nữa. Và chúng ta không có lựa chọn nào trước cái mãnh lực của thời gian, cái sự tàn phá của thời gian. Nếu mà ông bà anh chị em có dịp mà trở lại những tấm hình cũ của mình đó, thưa ông bà anh chị em, có lẽ ông bà anh chị em sẽ có lúc không khỏi ngậm ngùi mà hát lại cái bài, ý tức là hát trong lòng, tìm đâu những ngày xưa, những ngày xưa dấu yêu, những ngày chưa biết yêu, những ngày xưa dấu yêu, thay lời như thế, cái ngày mà chúng ta còn là trẻ khỏe đẹp lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi, bây giờ thì còn xin cứ đâu sương mù đã lâu rồi. Nhưng mà thưa bạn xem, tôi nghĩ như thế này, nếu mà đời sống con người chúng ta theo định luật tự nhiên của thể lý, nó không có các lựa chọn nào dưới áp lực thời gian mà nó phải tàn tạ già nua đi, thì đời sống tâm linh của chúng ta nó có cái sự lựa chọn không bắt buộc phải như thế. Đời sống tâm linh, đời sống linh hồn chúng ta có thể có cái lựa chọn để sống trẻ, sống khỏe luôn mãi. Và tôi muốn nói ở đây đó là không phải chỉ là đời sống cá nhân, mà cả cái đời sống cộng đoàn có thể trẻ khỏe. Có những cái bức hình như là hình mà tác giả của sách Công của Công Đồ vừa ghi lại cho chúng ta hai cái mô hình, tại vì cái đoạn này là tôi trích tình trong hai đoạn khác nhau, một đoạn ở chương thứ 2 và đoạn chương thứ 4 tôi ghép lại của sách Công của Công Đồ, để chúng ta thấy điều gì. Cái bức hình của cộng đoàn tín hữu đầu tiên nó quá đẹp, nó đẹp lắm, nó đẹp vô cùng. Chúng ta thấy đó, các tông đồ nói đẹp như thế nào, cộng đoàn hiệp thông với nhau, siêng năng thăm dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Họ dùng bữa với nhau tại tư gia, họ cử hành phúc môn, ngày ấy là tại tư gia, chưa có nhập thờ như chúng ta ngày hôm nay. Họ bẻ bánh bất tưởng nhớ Chúa Jesus Kitô phục sinh với lòng đơn sơ vui vẻ, với lòng đơn sơ vui vẻ, và Chúa cho mỗi ngày cũng còn có thêm những người được cứu độ, các tông đồ làm chứng, và mọi người được thu hút bởi cái sức mạnh trẻ trung trong tinh thần, cái sức sống của cộng đoàn tín hữu Kitô đầu tiên ấy, họ đến để tìm chính sự sống cho mình, sự sống thần linh của Thiên Chúa. Nó quá đẹp lắm, thưa ông bà anh chị em. Và cái đặc biệt đó là cộng đoàn tín hữu ấy, cái nét đẹp ấy nó không bắt buộc phải bị tàn tạ theo thời gian. Chúng ta biết điều ấy bởi vì chính Chúa nói với chúng ta, các thánh tông đồ khẳng định với chúng ta, Chúa Giêsu Kitô ngày hôm nay, ngày hôm qua và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Chúng ta có thể lựa chọn trở nên một người môn đệ, trở nên một cộng đoàn đức tin và sống với sự tươi trẻ đó, đẹp đẽ đó của những cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi,
chúng ta có cái lựa chọn, chúng ta có cái tự do như Chúa mời gọi chúng ta. Cho nên thưa ông bà anh chị em, cần phải luôn luôn ý thức hoàn cảnh. Đời sống đạo mới không phải là một chuyện hoàn toàn cá nhân đâu. Sự hoán cải và mối sống đạo mới đó mà chúng ta suy nghĩ trong hai ngày vừa qua, nó cũng là sự phát triển của cả và một cuộc đời. Vì thế trong bài này tôi muốn suy nghĩ cùng ông bà anh chị em về cách sống đạo mới với tính cách là một cộng đoàn đức tin, cách thức làm sao xây dựng và phát triển cộng đoàn đức tin. Giáo xứ chúng ta ở đây, chúng ta đừng nói chuyện gọi là đồn đá quá trời đi cứu độ thế giới. Ở tại nơi đây Chúa thương yêu sự quan phòng cho chúng ta, cho gia đình chúng ta được sống ở cái giáo hội này. Cụ thể đây là giáo xứ nữ vương Việt Nam có cái lịch sử gần 50 năm trời trong sự yêu thương quan phòng của Chúa. Chúa muốn chúng ta, Chúa mời gọi, Chúa kêu gọi chúng ta sống ở đây, và Chúa mời gọi chúng ta xây dựng cộng đoàn này thành một cái cộng đoàn giáo hội của Chúa. Trong cái căn bản tin tưởng, yêu thương và hiệp thông với nhau, những cái tôi gọi là cơ ba chỉ, những cái sức sống làm tươi trẻ khỏe cho đời sống tinh thần, đời sống phong hoàng của chúng ta. Thưa ông bạn xem một chút xíu thời sự nhé, một chút xíu thời sự để chúng ta gọi là cũng đi cùng với cái nhịp sống của giáo hội. Chúng ta biết rằng vào ngày 17 tháng 10 năm 2021, Đức Đương Kim Giáo Hoàng chúng ta Francisco có tuyên bố về một cái thượng hội đồng giám mục thế giới, thượng hội đồng giám mục thứ 16 đã được diễn ra đúc kết vào năm 2023, tức là năm vừa qua tháng 11, và vẫn còn tiếp tục cái sức sống, cái tiến trình đó. Cái chủ đề của thượng hội đồng giám mục này nó liên quan đến tất cả những người Kitô hữu Công giáo trên toàn thế giới, với cái chủ đề là tiến đến giáo hội hiệp thành trong sự hiệp thông dân thân và sứ vụ. Synodal Church Communion Participation and Mission. Chắc chắn là chúng ta đã nghe qua và có bài chia sẻ trong giáo sư chúng ta nghe qua và có dịp và chia sẻ với nhau về cái điều ấy chưa? Trong những năm vừa qua tôi hy vọng là có, và mình cũng biết là nhiều giáo sư cũng đã có dịp suy nghĩ. Thì nỗ lực của thượng hội đồng giám mục 16 này là quy về ba điểm chính giúp giáo hội ý thức, đó là xây dựng sự hiệp thông Kitô hữu, giúp cho mọi người hăng say dấn thân về nước Chúa. Để làm gì? Để thực thi một cách hiệp thành sứ vụ truyền giáo. Ba điều ấy: hiệp thông Kitô hữu, dấn thân về nước Chúa, giao truyền sứ điệp, như là cái sứ mạng của Chúa giao cho chúng ta. Thì thưa ông bà anh chị em, khi chúng ta nói về cái sự gọi là cái sự hiệp thông trong giáo hội, như là cái chủ đề này mời gọi chúng ta là cái điểm thứ nhất. Khi nói về hiệp thông thì thường thường chúng ta nghĩ ngay đến cái cám dỗ lớn nhất là cái sự đứng ngược lại cái hiệp thông, cái sự chia rẽ bất hòa. Và chúng ta biết đó là một cái thách đố rất lớn cho đời sống chung của cả vào xã hội trong cái lịch sử từ 2000 năm nay, chứ không phải là bây giờ. Hiện tại bây giờ cũng có những vấn đề rất là nhức nhối. Ngay cả các vị mà giáo hội, vị chủ chân, có nhiều người không đồng ý kiến với vị thánh cha, vị cha chung. Thôi cái việc đó chúng ta để qua, chúng ta không bàn nữa. Vì mình bàn đến thì có nhiều cái chi tiết trong đó. Tôi chỉ muốn gửi cho bài xem một cái tầm nhìn, một cái thức rằng là hiện tại cái sự hiện công trong các hội nó vẫn là một cái sự thách đố rất lớn, như là từ 2000 năm nay của giáo hội hoàn toàn. Mà khi chúng ta nhìn về giáo hội Việt Nam chúng ta, cộng đoàn giáo hội Việt Nam chúng ta, thì nó là một cái thực tế. Tôi nghĩ rằng là trong cái lịch sử chỉ nói là nước mình hết thôi, gần 50 năm của các giáo hội, các cộng đoàn Công giáo Việt Nam, và anh chị em chắc chắn cũng đã nghe thấy hoặc là đã cảm nghiệm qua các những cái sống trong cuộc của những cái cuộc mà gọi là đi ngược lại cái hệ thống. Ấn tượng điển hình nhất của bài xem có nhớ cái cuộc gần như là ly giáo ở San Jose của một số người ở San Jose, California. Ở đấy tôi làm việc ở đấy cho nên tôi nhớ rất là rõ. Và nhiều những cộng đoàn khác nữa của trong cái đời sống của Việt Nam là mạnh mẽ. Cho nên là nhiều khi đứng trước cái thực tại đó, chúng ta đặt câu hỏi cái nghĩa sâu xa của việc thông tin tôi hiểu là gì.
chúng ta cần phải hiểu rõ những cái thực sự quan trọng của việc xây dựng một cộng đoàn hiệp thông như thế nào đúng nghĩa như là Chúa muốn. Câu bài trang đi một cách rất là căn bản, thế thì chúng ta nói những cái chi tiết. Hiệp thông mà giáo hội muốn nói đến trong cái chủ đề của thơ hội đồng giám mục 16 này là có nghĩa rằng là kết hợp với hiệp thông, cái từ của nó là kết hợp với tiếng Anh gọi là communion, cái từ tiếng Latin là cum unio, tức là sự hiệp thông với. Vâng, giáo hội là một cộng đoàn các tín hữu gắn bó với nhau, kết hợp với nhau, không chỉ đơn thuần bởi cái tình bằng giữa con người hoặc là một khế ước xã hội. Giáo hội chính thức là dân thánh của Chúa, được quy tụ bởi tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Như vậy sự hiệp thông trong giáo hội là sự hiệp nhất mang tính cách thánh thiện, đã không phải là một cái liên minh chính trị, không phải là một cái liên minh kinh tế xã hội. Trước nhất nó là một cái sự hiệp thông liên kết trong tinh thần giữa những người được lãnh nhận như thế thánh tẩy, kết hợp với nhau thành gia đình của Chúa Kitô. Ông hãy xem chúng ta đi từ cách rất là căn bản như thế để tí nữa chúng ta nói chi tiết và cụ thể hơn thì chúng ta có sẵn một cái nền tảng. Cái điều này ý thức rằng chúng ta là một cái tinh thần hiệp thông trong Chúa Giêsu Kitô quan trọng vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều khi chúng ta quên như thế, chúng ta sẽ bị lẫn lộn, có thể nói là tha hóa cái tư tưởng, mình lầm lẫn, mình nghĩ lạc đường mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng cái đời sống cộng đoàn mình, những cái hoạt động của mình là chỉ giới hạn ở cái việc mà chính trị trần thế, cái phe hay là cái nhóm. Tôi nhớ thời gian tôi làm ở California, cái cộng đoàn sau cùng tôi làm quản nhiệm nó đặc biệt lắm. Bởi vì khi đó tôi vừa đi dạy học ở Việt Nam về, thì bên trên sai về làm quản nhiệm cộng đoàn đó trong tổng thống phận Los Angeles. Khi tôi đến thì cộng đoàn đang ở trong một tình trạng là tổn thương rất là trầm trọng. Tổn thương rất là trầm trọng do những cái quá trình trước đó, do những lịch sử đặc biệt, tôi không muốn nói chi tiết và tế nhìn không muốn nói vì nó đụng chạm đến danh tính cá nhân. Nhưng mà sự thật đó là họ bị tổn thương rất là trầm trọng. Tổn thương như thế là có nhiều phe nhóm, thậm chí tôi còn gọi là có nhiều băng đảng trong một cộng đoàn công giáo khoảng chừng độ 400 người, tôi thưa ông bà anh chị em. Và khi mà tôi đến phục vụ, tôi được biết cái lịch sử đó là 400 người, đó là một trong những cộng đoàn công giáo đầu tiên tại tổng thống ở Los Angeles của người Việt Nam. Nhưng mà khi tôi đến, tôi nhận bài sai thì chỉ còn được khoảng chừng 70 người thôi, chia ra làm 3 nhóm khác nhau và phe đảng thì rất là nhiều. Và cái điều mà tôi thường nói với các anh em khi mà đến để chữa lành là tôi quan niệm, tôi ý thức rằng linh mục là một cái người mà giúp băng bó cho là trên chữa lành người mang sự bệnh lại. Chúng khi tôi đến mình xin Chúa soi sáng cho mình thì tôi nghĩ là một trong những cái điều mà họ cần và tôi đã thường băng bó cho họ bằng cái thuốc này. Tôi luôn nhắc nhở cho họ rằng anh em ơi, cộng đoàn chúng ta không phải là một cộng đoàn chính trị xã hội, chúng ta là một cộng đoàn dân chủ hiệp thông với nhau. Khi chúng ta tiến lên, chúng ta nhấc bánh thánh của Chúa, bánh thánh của Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta cầu nguyện với nhau. Chúng ta là một cộng đoàn mang một cái căn tính thiêng liêng đặc biệt. Và nếu chúng ta nhớ cái điều ấy thì nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong chuyện mà tự chữa lành các tổn thương trong tâm lòng chúng ta và vượt qua để tiến lên với sự hiệp thông nó dễ dàng hơn. Chúng ta không phải là cộng đoàn chính trị xã hội. Tất cả chúng ta đều chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể của Chúa Kitô. Chúng ta được ăn cùng một bánh, uống cùng một chén, Thánh Phaolô khẳng định như vậy. Trong thần khí chúng ta được thông phần sự sống của Chúa, ánh sáng của Chúa, tình yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa, chính là những gì nó luôn lưu ở trong cái thân thể nhiệm màu của Ngài là ông bà anh chị em. Chúng ta gọi xã hội là nhiệm thể Chúa Kitô, tức như là thân thể nhiệm màu của Chúa. Và trong cái nhiệm thể ấy có cái sự sống thần linh, đó là chính sự hiện diện của Chúa Kitô. Cho nên nếu chúng ta ý thức việc đó, chúng ta sẽ nỗ lực để làm sao có cái sự hiệp thông. Rồi cái hiệp thông mà giáo hội muốn nói tới nữa là có một tính cách đặc biệt là dấn thân, participio, dấn thân. Bởi vì hiệp thông là chia sẻ, còn được chia sẻ
Hiệp thông khi mà mình chia sẻ điều gì đó mình có, và mình cũng được chia sẻ hay là được nhận lãnh. Cho nên lối sống của một cuộc đời đức tin có Chúa Kitô phải là lối sống tinh thần liên đới, biết chia sẻ cho nhau, đồng lao cộng tác với nhau theo khả năng mà nén bản Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Có bài trang đọc tin mừng chúng ta thấy rất là rõ: người Chúa trao cho 5 nén, người Chúa trao cho 1 nén, người Chúa trao cho 10 nén. Quan trọng không phải là 5 hay 10 hay 1, nhưng mà quan trọng là tấm lòng của chúng ta làm gì với những nén bản Chúa ban cho chúng ta. Rất là quan trọng, chúng ta có muốn cộng tác, chúng ta có muốn chia sẻ hay không. Tôi nghĩ rằng là trong cộng đoàn chúng ta đây, không ai trong chúng ta là tỷ phú về tiền bạc hoặc là thời gian hay là sức khỏe đâu, đúng không ạ? Hay là tài năng đâu, không ai là tỷ phú cả, không ai giàu có đến mức độ đó. Nhưng mà chắc chắn một điều là cũng không ai trong chúng ta quá nghèo nàn đến cái độ không có chút gì trong đời sống của mình để đóng góp vào giáo xứ. Có nghèo nàn chăng là tấm lòng và thiện chí thôi, khiến cho mình không muốn mở ra và đóng góp thôi. Chứ còn nếu có thiện chí thì chúng ta sẽ thấy dư sức các cái điều chúng ta đóng góp và lợi ích cho cộng đoàn. Tiếng Mỹ nói câu là there is will, there is way. Có thiện chí là sẽ có tấm lòng, sẽ có cái cách. Và chúng ta thấy được đi, đừng nghĩ rằng ôi các bác làm gì, các bác làm em là em nhỏ bé đó, không có mở để chờ tấn tâm thôi, thì các bác cứ làm đi, em chẳng dám đâu. Người Việt mình hay có cái tính cách là nhút nhát hoặc là mạo dạn quá, cả hai cái thách đều không tốt đâu ạ. Mình phải trung bình, cái gì cũng phải trung bình. Thì có những người thì rất là nhát, có thể nói là nhát dấn thân. Khi mà chúng ta biết rằng những gì Chúa ban cho chúng ta dù chỉ nhỏ bé thôi, nó cũng đóng góp cái phần rất là quan trọng vào trong lợi ích của cộng đoàn, cộng đồng dân Chúa. Có câu chuyện là của gọi là chuyện cổ dân gian của người Đan Mạch đấy, tại chuyện nữa ông cha bảo lắm chuyện quá. Có phải chị có nghe câu chuyện cục đá kỳ diệu chưa? Câu chuyện cục đá kỳ diệu nó kể như thế này: lúc một cộng đoàn kia, một cái làng kia đó, họ có thị xã ở bên Đan Mạch, họ rất là giàu có, nhưng mà không ai biết đến ai cả, không có tình lên đấy gì cả. Thì một bữa kia đó, cái ông thị trưởng họ mới kiếm cách làm sao cho dân chúng ở đây được liên kết với nhau, liên đới với nhau hơn. Ông mới đến vấn kế với một cái ông, gọi là ông khôn ngoan, tại gọi là ông khôn ngoan. Ông khôn ngoan đó, ông nói rằng rồi tôi sẽ giúp cho ông thị trưởng bằng cách này. Thế là cái tuần sau khi mà được mời thì cái ông khôn ngoan này, còn ông thầy không phải là thầy vui đâu, nhưng mà thầy khôn ngoan mới đến cái làng đó. Và ngày đầu tiên ông ra như đầu làng gõ cửa: bà con cô bác ơi, bà con cô bác ơi, tôi có một cục đá rất tư là kỳ diệu. Người ta nghe người ta nói của kỳ diệu thì sau này ông đâu tới, mà mọi người vài người tiến ra để nghe, để nói cục đá này kỳ diệu là vì với một cục đá này tôi sẽ có thể nấu lên một nồi súp rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Ai muốn coi không? Ai muốn coi cái gì kỳ diệu cục đá đấy không? Nhiều người thấy như vậy thì đến coi, rồi gọi những người nhà của mình, những người bà con chồng xóm của mình đến. Thì ông mới bắt một cái nồi lên trên một cái bếp giữa làm như vậy rồi. Rồi bắt đầu làm gì? Cũng đổ nước vào. Ông nói đây nhá, cục đá kỳ diệu đấy nhá, bỏ cục đá đấy vào, nó sắp sửa biến thành một nồi súp ngon rất là tuyệt vời. Vậy lên muốn nếm thử. Khá rồi, nước ấm rồi, chắc là nó sẽ thành một nồi súp kỳ diệu. Nhưng mà bây giờ tôi cần một chút xíu, ở đây nhà ai có khoai tây không? Có khoai tây không? Mọi người, một vài người đã nói có nhà tôi có khoai tây, thì có khoai tây. Thế là họ về lấy khoai tây, không những lấy ra mà còn cắt sẵn để cho khỏi mất thời giờ. Mình nóng ruột muốn xem cho cái cục đá kỳ diệu như thế nào, mỏ khoai tây vào, quẹt lên, nêm nếm. À bây giờ nó có mùi vị, lúc đấy không những nó ấm nước nó rồi, bắt đầu nó xuống mà nó còn ấm, nó còn thơm thơm cái mùi khoai tây. Ngon lắm, ngon lắm, chắc chắn là ngon hơn nhiều. Ở đây ai có một chút xíu thịt bằm không? Thịt bằm, tôi cần chút xíu thịt bằm. Có một bà hối hả trả về, có tôi có thịt bằm nhà tôi nhiều lắm.
tức là về lấy cho một thao thì bầm ra cái đùi to, nhưng mà lấy chút xíu thôi nhưng mà cũng khá, bỏ vào quẩn quẩn lên. Ui giời, nó có mùi thịt thơm, đúng là có chất phụ thịt như thì nó thơm thơm rồi. Sắp sửa thành rồi bà con ơi, quẩn quẩn lên chút xíu nữa, ngon lắm. Thịt với lại khoai tây thì nó tuyệt vời, nhưng mà hình như nó còn thiếu thiếu cái gì ở đây, mà cái mùi súp này nó có chút hành hơn nữa thì nó tuyệt vời. Không có ở đây các ai hành tây không? Thế là một ông trẻ về nhà, có nhà tôi có hành tây, tôi về tôi trồng hành tây, đào hết tất cả cái rẫy nhỏ lên, bao nhiêu hành tây cầm ra thái sẵn bỏ vào quậy lên, thơm quá ông bà anh chị em ơi, thơm lắm thì nó có thể dùng được rồi, nhưng mà là một chút muối một chút tiêu cho nó có gia vị chút. Ở đây có ai có không? Ui giời, 5-7 người chạy về, người chỉ tiêu người chỉ muối cầm lên cho ông bảo vào ông quậy nên nồi súp tuyệt vời, bây giờ có thể sẵn sàng để dùng. Xin mời ông bà anh chị em hãy đến để dùng nồi súp tuyệt vời. Mọi người đến hãy cùng cái cục đá có cái kỳ diệu nhé. Cái cục đá có cái kỳ diệu kinh khủng, thì có một cục đá mà biết lại có nồi súp kỳ diệu thật. Câu chuyện vui thưa ông bà anh chị em, nhưng mà nó nói lên rằng là khi chúng ta hợp lực với nhau thì phép lạ nó xảy ra từ những cái gì mà nó không là gì. Khi mà sống đạo và tiến hành các việc đạo đức có một cách thức đổi mới, chúng ta cũng có một phần đóng góp cái sự phong phú riêng của mình, như là cái cục đá làm cho cái nồi súp tuyệt vời là sức sống của cộng đoàn mà chúng ta đây, của giáo sư chúng ta đây, nó trở nên tuyệt vời như lòng Chúa Kitô mong muốn. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta đừng chỉ quan niệm tội lỗi là cái điều gì cá nhân, một cái hành động nào đó cá nhân. Tội lỗi chúng ta phải, tội lỗi cũng là những thái độ hay là hành động làm ngăn trở cái sự hiệp thông và tạo mâu thuẫn hoặc là phá hủy tinh thần yêu thương trong cộng đồng, làm cho nồi súp không được nấu lên, hoặc làm cho nồi súp nó bị không có cái vị ngon vị tốt. Nói như người Việt Nam chúng ta là làm một con sâu để làm rô cả một nồi canh nồi súp như thế, đấy là một cái tội mà chúng ta cần phải tiếp tục. Thật sự ra trong bản chất người Việt Nam chúng ta hay là theo cái cách sống ngày xưa, chúng ta hay có quan niệm là tôn giáo là tôi với Chúa và Chúa với tôi, còn cái hàng ngang đó thì thường thường chúng ta quên lãng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng thật sự đối với Chúa cái hàng ngang cũng rất là quan trọng như hàng dọc. Khi chúng ta đến với Chúa luôn luôn chúc đợi chúng ta về với anh em của mình, và đó là cái màu nhiệm của đời sống đức tin, của đời sống đạo của Kitô hữu chúng ta. Ông bà anh chị em nhìn lên trên cái thánh giá, nó đâu chỉ có hàng dọc đâu, mà nó còn có hàng ngang. Mà bây giờ giả sử mà thiếu một trong hai cái phương diện đó thì nó còn là thánh giá được không? Nó còn là màu nhiệm đạo chúng ta nghĩ chứ không thể được. Nó là một cái tội mà cái tội không phải là thường không phải chỉ một tội rất lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì khi chúng ta làm cái việc đó cảm trở sự hiện thông, lơ là không có dẫn thân vào, hoặc là làm một cách mà nó tổn thương đến cái sự yêu thương hiệp thông trong cộng đoàn, là chúng ta đi ngược lại với cái ước mơ của Đức Kitô. Cái ước mơ mà Ngài để trong lòng Ngài, ước mơ rất là cao cả, rất là thao thức, cái gọi là cái canh cánh trong lòng của Ngài cho đến cái giờ phút trước khi mà Ngài chết, Ngài còn cầu nguyện lời gì? Trong tin mừng thánh Gioan chúng ta được nghe lời cầu nguyện mà Ngài nói cùng Chúa Cha: Lạy Cha, con không những cầu nguyện cho những người này đâu, mà con còn cầu nguyện cho những ai nhờ họ mà tin vào con, để rồi họ trở nên một. Nhờ Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Chúa cầu nguyện chúng ta sự hiện chất của giáo hội. Cho nên khi chúng ta làm cái việc mà đi ngược lại, đó là một cái tội. Trong sách Công vụ Tông đồ, nếu phải cho em đọc sách Công vụ Tông đồ, có chuyện ông Hanania. Đây cũng là một cái câu hỏi mà có một lần tôi biết trong cái cuộc gọi là hiểu đạo sống đạo của Thầy Đức Đại Vương Dứt cách đây mười mấy năm. Có một người hỏi ông cha, ông ấy tại sao mà bị phạt kinh khủng vậy? Ông ấy cho em đọc lại sách Công vụ Tông đồ, cái chuyện ông Hanania ấy. Ông là một người giàu có trong cộng đoàn, ông đóng góp của cải vào. Trong cái thời gian như chúng ta vừa nghe, mọi người đều mang của cải mình đến đóng góp, nhưng mà rồi ông có cái lòng riêng, trong khi mọi người sống lòng chung thì ông lại có lòng riêng, ông cất thiên ra mà. Rồi khi mà các tín đồ hỏi
thì ông lại chối quanh, và ông là cái gương bù gương xấu cho những người trong nước Cộng hòa Việt không thời giáo hội Nguyên Thủy. Cho nên ông đã bị phạt chết ngay lập tức, chết ngay lập tức. Rồi khi mà Thánh Phêrô hỏi mà vợ ông là ông như thế nào, hỏi đến bà thì bà cũng nói láo, thì Thánh Phêrô nói rằng bà coi gương của ông ấy, ông đã vừa bị phạt chết ngay tức khắc là bởi vì là ông đã phạm một cái lỗi là làm mất sự hiệp thông của Thánh trong cái công việc, trong những lời hứa trái. Cái vấn đề không phải là ông dâng nhiều hay ít, người ta nói rằng cái thì của ông dâng bao nhiêu ông dâng cũng không dâng cũng được mà đâu có sao, đúng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là ông làm một cái chứng từ ngược lại, ông làm một cái phản chứng cho cái sự hiệp thông của giáo hội với cái sự mà cái lòng thiên ở giữa cái lòng chung như thế, cho nên cái hậu quả như vậy. Để nói đến rằng là những cái gì chúng ta làm trong cộng đoàn này, trong giáo xứ này, chúng ta ý thức được rằng đó là một cái việc chúng ta sẽ phải trả lời trước mặt Chúa. Chứ không phải con là con có đạo đức đi lễ, đi nhà thờ, xưng tội hàng năm hàng tháng không. Chúa còn hỏi chúng ta là con đã yêu thương nhiều chưa? Con có yêu thương nhiều không? Con đã làm những việc gì cho cộng đoàn con để tạo những cái sự hiệp thông yêu thương nhau cộng đoàn dân của Chúa ở tại đây. Điều thứ hai, thưa bài che nơi đến dân thân, sống động với tinh thần môn đệ thật sự, Martinez chúng ta nói các ngày hôm nay, đó là biết mở ra và dấn thân vào đời sống cộng đoàn đức tin. Cộng đoàn đức tin tôi gọi là koinonia, đây cái chủ đề là koinonia, cộng đoàn có những kẻ tin. Cho nên chúng ta thấy Martinez và koinonia nó có một cái sự liên hệ rất là mật thiết, làm môn đệ của Chúa và đồng thời được cả mời gọi để sống trong một cái cộng đoàn môn đệ, chứ không có sống riêng một mình bao giờ cả. Chúng ta không có sống riêng một mình, không ai nên chúng ta một mình đâu. Nói thêm một câu chuyện, ông cha bà nói chuyện chuyện vui đấy. Có cái bà già kia, nhà giàu, bà một nhà bà nhà giàu mà suốt đời bà sống ích kỷ lắm, chẳng biết cho ai được cái việc gì, không cho ai một cái đồng xu tiền hay là một việc phúc đức gì cả. Để đến một ngày kia đó thì bà chết ở lên thiên đàng và đến cửa Thánh Phêrô xét giấy, Thánh Phêrô hỏi giấy tên tuổi xong thì mà trong đời sống trần thế bà có làm việc gì, tôi cho bà cô cuối cùng, nhưng mà trong hồ sơ hết rồi tôi thấy là hình như bà không làm việc gì hết, bác cái đạo đức không có gì hết. Thế bà có nhớ là cơ hội cho bà nó nhớ lại xin bà gãi đầu gãi tai, nó thật sự nó đâu có làm nhiều đâu cho nên nó không nhớ đâu. Nói à con nhớ rồi, có một lần con có cho một ông ăn mày một cách cũng cà rốt. Thánh Phêrô nói được, vậy thì tôi cho bà một cơ hội nhé. Thế bây giờ nó tôi sẽ biến hết cũng cà rốt nó thành cái thang từ dưới nhà bà lên trên cửa thiên đàng. Yeah, mà đi và vừa đi vừa đọc kinh và bác lòng yêu thương thì sẽ được hy vọng là vào thiên đàng, cơ hội cho bà đấy. Mừng quá, leo lên cái thang của bà rốt đó, leo lên thì đang leo thì leo được có mấy thước mà nhìn thấy dưới nó rùng rùng chằng chằng, mà nhìn xuống mà thấy có một cái ông chồng bám theo. Cái anh trai này nó là ai mà sao nó đi quá xa mà không có chả bé gì cả. Đây, cái ông ơi, cũng cà rốt của tôi đấy nha. Ông cứ leo lên và leo tiếp cho một đọc cao nữa, để mà thấy nó cứ dùng nhằn. Hôm đấy nó có nhiều linh hồn qua đời thấy cũng cà rốt là một cơ hội tốt quá, cho nên cũng bám lấy cũng cà rốt lên thiên đàng. Và nhìn xuống con mực mình, nhiều người bám vào và bà nói một cái nghe cũng cà rốt của tôi các ông bà nha, đừng có bám vào nha, cũng cà rốt của tôi đấy. Họ đâu có, dĩ nhiên là họ đâu có chịu bỏ ra cơ hội đầm vàng, cứ bám vào như thế mà bực quá mà hay như thế, ghen tức hết rồi, không có lòng bác ái, ích kỷ mà. Cho nên làm sao, tôi nghĩ là mình lên thiên đàng của mình dùng nhằm như thế, cho nên là cái cửa đó tân gãy rồi mà lấy từ bên trên. Thế là nghĩa là mọi người rớt xuống, ngay cả bạn rớt xuống. Thưa bảy tre, một cái tư hữu chỉ lo phần rối của cá nhân mình cũng giống như là cái hình ảnh một người như thế, không ai lên trời một mình. Được cứu rỗi có nghĩa là cùng được cứu rỗi và lên trời chung, không thể có một cá nhân chủ nghĩa
trong đời sống Kitô hữu, trong tư tưởng của Đức Kitô khi mà Ngài thiết lập giáo hội của Ngài. Điều đó rất là quan trọng. Chúng ta sống đời sống cộng đoàn, chúng ta chỉ có Chúa hiện diện, và chúng ta đi với anh em chúng ta không đi một mình. Chúng ta biết rằng là Đức Ông Nguyễn Văn Thuận đã Ngài trong các cuốn sách Đường Hy Vọng, mà tôi gọi là cái cúng lương phúc của người Việt Nam cho một vị giáo hội chưa phong thánh Ngài, nhưng tôi thì rất là tin tưởng mạnh mẽ nói rằng Ngài là một vị thánh của sự chúng ta. Ngài viết cái cuốn Đường Hy Vọng, bài treo đọc trong ấy nó rất là phong phú, nó có nhiều cái điểm chúng ta suy nghĩ mà càng đào sâu nó không hết. Đường Hy Vọng trong đấy Ngài có một cái phần nói để dấn thân trong đời sống cộng đoàn. Ngài nói như thế nào? Ngài nói con ạ, đừng để thiên hạ xây dựng thế giới để mỗi ngày mà con không hay biết, không khám phá, không thao thức, không nhúng tay vào. Chúa đã cứu chuộc con, trao sứ mạng cho con và đặt con vào thế giới trong thế kỷ này, trong thập niên này, trong môi trường này, trong giáo xứ này. Đặt con chứ không phải là đặt ai khác, không phải là đặt cục đá. Con đừng làm cung giáo bù nhìn. Con biết rằng sự ly dị giữa cuộc sống đạo nhà thờ và ngoài xã hội, đó là đường tai hại nhất trong thời đại chúng ta. Đó là đường tai hại nhất trong thời đại chúng ta. Nên Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, trong sách Đường Hy Vọng và cái trên gọi là cái phần dẫn thân. Thưa mày chị em, đời sống của con người chúng ta trong cộng đoàn rất quan trọng. Và khi chúng ta nói rằng chúng ta dấn thân thì chắc chắn là chúng ta cũng ý thức được rằng là cái sự dấn thân đó nó phải ở một cái chất lượng như thế nào. Đó là chất lượng như thế nào mà chúng muốn chúng ta thương mảnh chị em. Chúng ta biết rằng là cái điều mà chúng muốn đó là cái chất lượng như thế này. Thứ nhất đó là cái việc mà dấn thân của chúng ta nó phải mang hai cái tính chất, hai cái điều kiện đặc biệt trong một đời sống cộng đoàn. Đó là thứ nhất là phải có cái sự khiêm tốn, phải có sự khiêm tốn. Bởi vì sao? Bởi vì hoạt động tông đồ hay là dấn thân mà không có lòng khiêm tốn thì cũng giống như là xây nhà trên cát đấy. Cho dù có bao nhiêu công sức đổ ra thì căn nhà nó sẽ không đứng vững trước bão táp phong ba của những sự tấn công của con quỷ kiêu căng tự ái của mình. Chúng ta thấy cái bài học của Chúa Jesus Kitô đã để lại cho chúng ta trước khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Ngài làm gì ạ? Ngài nói rằng ai trong các con muốn làm lớn thì hãy làm nhỏ, ai muốn làm đầu phải là kẻ phục vụ mọi người. Có lẽ Chúa biết trước mà, Chúa biết trước cái tâm tính, cái bản ngã con người, cho nên Chúa muốn trích, tôi có thể nói như thế, một hình ảnh như là Chúa trích cho các môn đệ của Ngài những tông đồ mà đi thay đổi toàn thể thế giới, một cái vaccine, một cái thuốc ngừa của cái căn bệnh kiêu căng. Và chúng ta nhớ mãi, nếu chúng ta là người môn đệ Chúa Kitô khi hoạt động, ai muốn làm đầu thì là kẻ phục vụ mọi người. Sự nguy hiểm của kiêu ngạo trong việc tông đồ là nó có thể tận lúc đằng sau những cái gì có vẻ rất là bề ngoài tốt đẹp và thánh thiện. Thì trong một giáo xứ có thể có tình trạng làm việc tông đồ nhưng mà đôi khi không ý thức xét mình luôn luôn trước mặt Chúa, khiến cho công việc mình lại nhằm làm cho lời Chúa xin danh con cả sáng, xin cho ý con thể hiện dưới đất cũng như trong cộng đoàn này, ý con phải ý Chúa. Chúng ta kiêu căng, chứ từ kiêu căng nó sẽ tự ái và đưa đến cái sự xung đột. Là một câu chuyện nữa ở trong kinh nghiệm của chúng tôi ở bên California. Tôi có thể ghi thành những câu chuyện những cái giai thoại trong cái thời gian làm việc công đồ. Có một lần tôi và anh chị em một cái lễ đại chào lớn lắm ở miền Bắc Cali. Thế bảo những bà con miền Bắc Cali trong video nghe thì hướng dẫn cho bà, tôi không có kể anh tánh được. Anh thông tin mà tôi cũng hãi, tôi phải nói một cách rất là cẩn thận. Anh Thành, anh Tông Kim. Thế thì chưa phải anh chị em như thế này. Bố Thánh Lễ Đại Chào trịnh trọng lớn lắm, sốt sắng lắm, đông đúc lắm. Tôi không nhớ cái lễ gì mà lễ này đã phải điên Tết hay là gì đâu. Có khách gia đồng tế đông. Thì tôi cũng là một trong những cha đồng tế. Rước lễ rất là đông, rất là dài, rất là lâu.
Thế thì lễ xong đó thì ai cũng thoải mái cả. Thứ nhất là thánh lễ nó dài quá, nhưng khi mình ra khỏi thánh lễ mình cởi áo cho nó nóng quá, mừng quá. Nhưng mà khi đang còn ở trong nhà mặc áo, mà thay áo thì tôi nghe ngoài cái tiếng lao sao, tại vì các nhà mặc áo thì cách cái sân hoặc kinh có một cái cánh cửa đó thôi. Tôi nghe tiếng lao sao, tôi tưởng là người ta mừng vui chào nhau trong ngày lễ lớn như thế. Mà khi tôi ra thì tôi thấy có một ông đang nói với cái ông kia, mà tôi biết chắc chắn không phải là vui giỡn nữa, mà cái này là chuyện gọi là quan trọng đấy, chuyện trầm trọng đấy. Giơ thủ đấm lên và nói ông kia: mẹ, lần sau có làm lại tôi đấm thẳng vào mặt ông ấy nhé. Mình nói có thể là anh Sơn nhất rồi, nó có thể là ai mà sao dũng thế, sao trong học kinh nhà thờ mà có ông đẹp như đáng thế. Mình nhìn kỹ đi, ông kia mẹ vừa cho rước mình anh Chúa đấy. Rồi tôi mới tìm hiểu, không biết tại sao mà ông này ông kia cũng vừa cho đất muốn đánh chỗ xong. Thế tôi mới tìm hiểu, tôi mới biết là thì cái ông mà đòi dưới đất ông kia là ông trưởng ban thừa tác viên thánh thể. Ông này là ông thừa tác viên thánh thể. Mà hai vợ chồng là có tất thể có biểu cùng đi dâng lễ và cùng làm cái thừa tác cùng đó trong ngày đấy. Thì câu chuyện xảy ra là cái ông trưởng ban thừa tác viên thánh thể đó, cái hôm đấy, chắc là một vài lần trước cũng thế, cứ trao cho bà vợ của con này máu thánh, không trao cho bà mình thánh Chúa. Thầy Chúa tôi nó nhục quá, chồng máu thánh Chúa là hèn quá, cho nên ông mới bực. Ông cho là sỉ nhục vợ, không quan, không có tôn trọng vợ. Thế ông ấy tự ái, ông mới nói ông mà làm thế bây giờ lần sau ông cứ đi vợ tôi như thế, ông cứ cho vợ tôi cho nước mình thánh Chúa mà không cho nước máu thánh Chúa, cho nước máu thánh Chúa mà không cho nước mình thánh Chúa, tôi sẽ đấm nó mặt ông đấy nhé. Anh mà anh cha có tưởng tượng cái chuyện đấy nó có thật đấy nhá, nó có thật đấy. Thì cái hoàn cảnh có bạn chơi chúng ta nghĩ sao? Lúc đấy ai ở trong, ai ngự trị trong tâm hồn của cái ông mà nói như vậy? Ông ảnh xem có thể trả lời đấy. Ông ảnh xem có thể trả lời của mình. Cho nên cái sự mà thiên đường nó rất là quan trọng vô cùng. Còn một lần nữa, Đức Hồng Minh nói với chúng ta cái điều này, tôi sẽ trích trong ảnh xem rất nhiều lần mà anh chị em nhập tâm luôn. Hy vọng là không có chán, nhất định phải tìm xem cuốn sách từ hy vọng này của Đức Hồng Minh nói cái gì mà sao chán, cái trích hoài. Ngài có cái mục về gọi là cái sự khiêm nhường trong cuộc vụ. Rồi, tới đây nó lại đây. À đây. Đây. Ngài nói với chúng ta như thế nào về sự khiêm nhường? Ngài nói: con ơi, kẻ thù khốc hại nhất của đời công đồ con không phải là kẻ ngoại thù đâu, không phải là ma quỷ đâu, không phải là những người mà gọi là vô thần hoặc mách đạo đối lập với con, nhưng là kẻ nội thủ chính bản thân con đó. Nó có thể thành tên gián điệp làm việc cho cả hai bên, làm việc cho Thiên Chúa trong những cái hình thức xem ra có vẻ đẹp tốt lành thánh thiện, nhưng mà đồng thời nó làm việc cho ma quỷ. Con có biết rằng cái tôi của con càng bành trướng thì việc công đồ càng thất bại, mà cái tôi của con càng tan biến đi thì việc công đồ của con càng có kết quả, bởi vì lúc ấy con là một công cụ Chúa dùng chứ không phải là công cụ của con. Bao lâu con còn tôn thờ cái tôi của con, chẳng khác nào con cầu nguyện rằng: lạy Chúa, xin hãy tin con, hãy trông cậy vào con, thay vì lạy Chúa con trông cậy vào Chúa. Và Ngài còn nhắn nhủ với chúng ta: người khiêm nhường tự hạ mình sát đất không còn có thể ngã xuống đâu được nữa, và đứng vững như bàn thạch không thể ngã. Nhưng mà người kiêu ngạo thì như là leo lên trên tháp cao, rất dễ té nhào, và càng cao thì càng ngã nặng khủng khiếp. Không phải trên thêm một con người mà cầu nguyện và Chúa đã soi sáng. Cho nên có lòng khiêm nhường rất quan trọng. Không có lòng khiêm nhường không thể nào làm việc Chúa trong một cộng đoàn nhỏ thôi. Rồi cái điều thứ hai cũng rất là quan trọng thưa ông bà, đó là điều gì ạ? Ông bà xem nghĩ là điều gì? Khiêm nhường là gì nữa? Khiêm nhường thì còn có cái gì nữa? Khiêm nhường cộng đoàn khiêm nhường có anh Lưu Lưu đồng ý với cha bảo hết rồi. Đồng ý với cha bảo hết rồi. Khiêm nhường thì còn gì nữa thưa ông bà chị em?
tha thứ là nó là một cái sự hiện tại của các điều gì, cái gì căn bản làm cho chúng ta có thể tha thứ. Là gì? Chắc nói không nên lời thôi, nhưng mà trong lòng mình biết rồi, đó là lòng bác ái. Bởi vì chúng ta hoạt động cho Chúa, chúng ta hoạt động vì anh chị em, nên chúng ta phải có lòng yêu thương và phải cố tránh tuyệt đối với sự hoạt động kiểu xin cha chứ để chúng con thua trước chúng nó nhiều lắm. Thường thường chúng ta không nói ra đâu, nhưng mà thường thường chúng ta là trong cách sống làm việc chúng ta như vậy. Này Chúa, xin chớ để chúng con thua trước chúng nó. Có một lần tôi nhớ Đức Hồng Y đã bảo là những cái buổi tuần kể câu chuyện hay. Nghe nói rằng là trong một buổi lễ đặt chào, chắc là Việt Nam lâu, câu chuyện của tôi nghe lâu rồi, thì các thánh lễ rất là dài, và các cha tiến lên mặt thờ cũng đồng có thể rất là trịnh trọng. Đoàn mừng tế tiến lên, ngài cũng trong đoàn mừng tế ngài tiến lên, thì ngài thấy cái bàn thờ quá đẹp, bởi vì hoa nến đèn tất cả mọi sự trang hoa rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Thế thì tiến lên thì ngài ngồi xuống, chỉ chừng độ chưa đầy 10 phút sau, bài giảng cũng chưa được 5 phút, thì ngài đưa mắt nhìn xung quanh, ngài thấy lúc nãy trên bàn thờ có một cái bình hoa hồng quá đẹp, hồng là hồng nhung, quá đẹp, tươi tắn, nến thì nến thật sáng. Nhưng mà chưa được, thanh niên chưa được bao nhiêu lâu, ngài nhìn lên, thì ngài thấy điều gì? Ngài thấy hồng nó bị ngáo xuống như vậy. Vì sao vậy thưa anh chị em? Nóng. Thì ngài mới nghe tiếng thở than của anh hồng. Rồi anh đừng đặt bên cạnh anh nến đấy mà. Anh nói anh nến ra đây. Anh không được mời gọi phục vụ bàn Thánh Chúa. Tôi cũng được mời gọi phục vụ bàn Thánh Chúa. Mà tại sao anh lại nỡ lòng đốt tôi đến con người như thế này? Chúng ta làm việc cho ai? Đối với việc Chúa thưa ông bà chị em, ngoài cái sự được việc, cần thiết là phải có được cái sự gọi là được lòng yêu mến. Nhất là người Việt Nam mình sống bằng cái tình cảm, xúc cảm nhiều. Tôi nghĩ một trong những thành công cho cộng đoàn Công giáo chúng ta đó là cái mà chúng ta hãy được lòng nhau, yêu nhau trong sự chẳng nề, một trong chỗ lệnh kê cho bạn. Mình có thể áp dụng cái câu đấy thì có thể sống tình yêu vợ chồng đôi lứa qua đời sống cộng đoàn. Mà đúng như thế, khi thương nhau rồi cái gì nó cũng dễ quá. Mà khi không thương nhau thì tức là một chút xíu nó cũng xích ra to và nó thành vấn đề rất lớn, và nhiều khi nó làm tổn thương cả một cái mảng trong cộng đoàn. Rồi nó chia phe, chia phái. Rồi có những cái vấn đề mà từ năm này tháng nọ nó không giải quyết được. Chỉ vì chúng ta không có can đảm, không có khiêm nhường, không có lòng đại độ bị tha thứ để mà ngồi xuống nói thôi anh ạ, chúng ta chẳng đáng gì. Quan trọng là chúng ta cứu rỗi linh hồn để trước cộng Chúa, cứu rỗi giúp cho cộng đoàn an vui để mọi người đến với Chúa cần. Nếu chúng ta nói với nhau những cái câu đấy, cảm thông với nhau, thì những cái chuyện lớn lao chẳng có gì là lớn lao cả, nó thành nhỏ một xíu. Chuyện lớn thành nhỏ, mà nếu không có tình thương thì chuyện nhỏ nó sẽ thành những chuyện vĩ đại vô cùng. Yêu nhau trong sự chẳng để một trong chỗ lệnh gây cho bạn như vậy. Phục vụ Chúa mà không có tình yêu thương thì thật sự nó sinh tội hơn là sinh, nó vô ích và nó tạo nên nguy cơ phản chứng. Phản chứng là làm sao? Làm cho người khác thấy đời sống chúng ta không có gì là hấp dẫn, mà ngược lại còn là những người mà như kia tôi nói, là những người rửa đạo và rửa tội mà vô thần. Baptized in, rửa tội vô thần. Có không thưa bạn? Có. Mà phản chứng chúng ta đừng nói người đâu xa xôi, người Mỹ, ngay trong gia đình con cái chúng ta. Ông bạn sẽ có bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao con mình không đến nhà thờ, ngày mai chúng ta sẽ nói vấn đề đó anh nhé. Nhưng mà hôm nay tôi muốn suy nghĩ ông bạn xem chúng ta đã sống như thế nào để cộng đoàn này là một cộng đoàn thu hút chúng nó, thu hút chúng nó
không phải chỉ là đến đây tại vì có game, không phải đến đây tại vì là có những cái thứ vui chơi, nhưng mà đến đây nó tìm thấy được cái sự bình an của những con người bình an. Nó đến đây nó tìm được một cái bóng mát trong cuộc đời của nó, bởi vì thật sự cái tuổi trẻ đó, nó làm một cái chuyện mà chúng ta gọi là crazy, thật sự nó phản ánh một cái tâm tư rất là rối loạn, rất là bất an, nó đang tìm cái sự bình an. Mà bây giờ nếu nó đến cuộc đoàn này, nó chỉ nghe là phái này phái nọ, tôi không nói các em thanh thiếu niên đâu xa, những em ở trong cộng đoàn, những em trong một đoàn, quý vị thiếu nhi, quý vị giúp lễ, tôi biết là giáo sư chúng ta có một giúp lễ rất là tốt lành, đánh thiện với sự hướng dẫn của thị dung, tôi rất là mừng. Tôi nghĩ khi nào thấy cộng đoàn nào mà có một cái đội giúp lễ mà sốt sắng như thế, đó là một tí cơ hội, một môi trường sinh hoạt rất là tốt cho các em. Lần nữa ngày mai chúng ta sẽ nói về cái điều đó, nhưng mà có nhiều khi các em đã đến, nó nhìn thấy được cái gương sáng của cha mẹ đó, của các cô, các chú, các bác, các anh chị em trong cộng đoàn. Có nói về sự yêu thương, có nói về cái sự mà làm cho nó được bình an không? Hay là nó đến đây nó chỉ thấy ông này chỉ trích bà kia, chia rẽ cái nhóm đó, rồi trong khi đó cái sức hút bên ngoài nó rất là mạnh. Ông Bạch cho biết những cộng đoàn tin lành nó làm gì, họ làm gì? Họ lôi kéo, họ nói rất là ngọt ngào, rất là sweet. Trong gia đình tôi, các em họ tôi, nó cũng đã từng bị tham tin lành mà nó không bao giờ nó trở về đạo Công giáo nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tự nhiên là từng trong gia đình nó thấy bố nó đọc kinh, mẹ nó đọc kinh lần chuỗi hàng ngày nhưng mà không bao giờ thương yêu họ gặp nhau. Đó là mạnh hơn. Để gương ngoài cộng đoàn toàn là chia rẽ không thôi. Nó nói, em không có thấy, cháu không thấy, con không có thấy cái gì là ý nghĩa trong đó cả. Con đi với bạn, con đã kéo con đến các cơ lớp, con nhỏ lắm, cầu nguyện và thương nhau lắm. We feel good, we feel really friendly. Ông Mạnh Trang thấy chúng ta làm cái gì với cộng đoàn chúng ta, chúng ta để mất người con, người em của chúng ta vào tay của người khác, vào cái thế giới khác như vậy. Đó là một cái điều rất quan trọng chúng ta phải đặt ra cho chính mình. Chúng ta đừng nói giáo dục trẻ bằng cái lời đe dọa hay là răn dạy. Chúng ta phải nói bằng cái gương sống của chúng ta. Đó là cái điều rất là quan trọng. Thường thường cái sự bất hòa chia rẽ trong cộng đoàn, trong hội đoàn giáo xứ, nó là một cái sự kinh khủng lắm. Nó bài trang một suy nghĩ thật sự, nó vô cùng là tai hại. Không những cái đời này mà nó còn là những thế hệ sau. Chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, những gì chúng ta làm ngày hôm nay nó có cái hệ quả cho con, cho cháu mình. Nếu mình là một người lành tâm, lành tính và có cái sự yêu thương thêm nhiều, con cháu mình đã được nhờ cái điều này. Tôi luôn tin rằng trong cái đời sống, trong giáo dục, trong tương quan cha mẹ, nó có một cái gọi là vô hình, vô dáng, vô sắc, vô thanh. Đó là cái năng lực, cái năng lực, tôi nghĩ nó gọi là cái energy, cái positive energy mà mình làm lan tỏa trên con cái và mình chi phối nó mạnh hơn là tất cả mọi sự khác. Chắc chắn là mạnh hơn cái đường, và càng chắc chắn là mạnh hơn cái lời mà răn đe. Cho nên chúng ta là những người lành tâm, lành tính, và mình Chúa thật sự là có một cái tâm hồn vì tha thì nó sẽ ảnh hưởng nó rất lớn. Thường thường những bất hòa chia rẽ trong cộng đoàn, trong hội đoàn giáo xuống mạnh trên các suy nghĩ không? Có những cái tắc nghẽn giữa sự năng nổ hoạt động bên ngoài với giữa cộng đoàn chúng ta là bởi vì có lẽ là chúng ta thiếu cái tình yêu thương mắc ái của mình. Có sự tắc nghẽn giữa năng nổ hoạt động bên ngoài và tình yêu thương mắc ái của mình, nó không có connect với nhau, cho nên nó sinh ra những vấn đề. Ông bà anh chị em biết là khi mà chúng ta lấy một cái ví dụ của xe, nó có một cái năng lực rất là mạnh, cái xe nó càng, cái máy nó càng lớn mà cái năng lực của nó chạy rất là mau mà nó không có cái sự soi sáng của cái con mắt, tức là cái đèn pha đèn dẫn đường, chúng ta có thể nghĩ như là cái con tim thì nó nguy hiểm như thế nào, nó sẽ công phá như thế nào, nó sẽ giết hại như thế nào, mặc sống chúng ta và sống mọi người xung quanh. Rất là quan trọng bài cho em suy nghĩ. Hồi tôi bên Ý thôi bài cho em, tôi thích đọc một cuốn sách cũng là chuyện của dân gian, tôi rất đơn giản đó, cái chuyện của cha Camino, Don Camino, cái chuyện của ngài là ông cha sở miền quê,
thì chúng ta đã có câu chuyện về cái sự bác ái cho ngài Phaolô rồi. Ngài là một cha sở miền quê và ngài thương dân lắm, ngài muốn xây dựng cho dân chúng nhiều cái điều tốt đẹp, nhất là xây dựng cho các em cái trường học. Nhưng mà ở bên Ý đó, thì nó có các bạn cộng sản Pháp, cho nên là cái dự án là xây cái trường tiểu học luôn luôn phải trình lên trên cho xã. Vì trong xã đó có mấy cái tay mà quan viên chức dân cử cộng sản, cho nên có một thằng cha đó nó kinh công giáo, nó cứ phát tán, nó bác bỏ ý kiến của ngài. Ngài lên họp để trình, nó ngắn bác bỏ. Thì bữa đó ngài về thì bực quá, mà dĩ nhiên là mặc áo cổ về đâu có chuẩn bị cho trong tổ chức không chúng đâu. Cho nên ngài về chẳng biết ai, vô nhà thờ than thở với Chúa, nói Chúa cái thằng này, nó bắt ai bắt chơi, chứ cho con chửi cho nó miếng nhá. Ngài nghe từ trên thánh giá đến kia chú nói, đồng Camino, Camino, con không được làm như thế. Miệng lưỡi linh mục được thánh hóa để mang lời bình an, chúc lành, yêu thương, đừng con đừng, cho dù tránh cũng đừng thôi chú. Cái ngài nghĩ ra, lần sau khi họ ngài cầu nguyện nói cho nó xuôi đi cái chương trình xây dựng trường học, ngài bị phản đối nữa, phản đối mạnh hơn nữa, và bị bắt. Ngài về ngài mừng quá, cũng đâu biết than thở, lại ngôi nhà thờ quỳ xuống than thở về chỗ đấy chú. Bây giờ dù sao cũng đã chương trình bị bắt, nó mực nó lông, con muốn đấm cho nó vào mặt một cái, đấm cái công giáo mà là cái gì, chúng mình cho chắc nó đấm nó nhé. Chúa trên thánh giá đã nói Camino, đừng con, bàn tay của linh mục được xếp đầu thánh để ban ơn, để chúc lành, để an ủi, để xoa dịu những vết thương, không phải là để gây thương tích con ơi, nhớ chưa? Bàn tay của linh mục là bàn tay xếp đầu thánh ta, nhớ chưa? Không có được đi đánh nhau nghe chưa? Ngài lại thua lý Chúa nữa, từ trên bàn thờ cứ tiêu hiểu xuống khi về mà ức lắm. Mà đi được xuống giữa nhà thờ, ngài nhớ được điều gì mà quay lên để nói, ồ mà Chúa ơi con nhớ rồi, Chúa nói bàn tay linh mục là được sức giàu, nhưng mà con nhớ hồi đó con chịu chích chân con không có sức giàu, bây giờ Chúa cho con đá nó được không? Ngài về nghe trên thánh giá nói Đông Camino, con xa xa ra một chút xíu, chân ra mà không phải đóng lên vào thật giá, con xúc có một cái là con văng ra đấy mà không nhận ra. Chuyện vui cho ông bạn chị em, nhưng mà phải nói rằng là làm việc Chúa phải làm cái tinh thần bạc cái. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khi ngài làm việc không phải chỉ đau giản, không phải là làm việc này việc kia, nhưng mà liên hệ luôn luôn với lại cái sự chữa lành, an ủi của mình. Chúng ta thấy. Và trong lịch sử của giáo hội, chúng ta 2000 năm nay thưa ông bà chị em, giáo hội luôn luôn có những con người có tấm lòng và những hành động yêu thương bác ái, mà cái ý chí của họ, cái sự ảnh hưởng của họ, cái khả năng là thay đổi thế giới của họ, nó mạnh mẽ hơn tất cả những nhà hùng biện, những nhà hùng biện ra rất là. Chúng ta lấy những người trong thời đại chúng ta chẳng hạn, mẹ Teresa Calcutta. Mẹ Teresa Calcutta, một người phụ nữ rất là trong thân mình cũng nhiều bệnh hoạn, chẳng có gì cả, một người phụ nữ bằng nữ tu, không có gì hết, nhưng mà có tấm lòng yêu thương vô cùng lớn lao. Ở bên Ấn Độ người ta gọi mẹ là thánh, trước khi mà giáo hội Công giáo chúng ta phong thánh cho ngài, họ gọi mẹ là thánh. Và mẹ Teresa có một cái dòng như thế này, đó là trước khi mà các sơ của mẹ bước ra khỏi tu viện, đi xuống lau băng bó cho những người tàn tật, những người ghẻ lở, những người mà thương tích, thì phải có ít nhất là 1 giờ đồng hồ trước thánh thể Chúa để mà thờ phượng, để mà yêu thương. Thế thì có một ngày kia, có một sơ đó, nghe lời mẹ nói là làm sao mà khi con xuống con băng bó cho mọi người đó, thì con cũng phải cảm nhận có sự hiện diện của Chúa. Sao con phải nhìn được thấy Chúa trong những anh em. Cái buổi tối sơ về, sơ nói với lại mẹ Đức Trinh, mẹ ơi, hôm nay con được chạm vào Chúa Giêsu rồi. Chúa bị thương nặng lắm, Chúa bị granny, tức là bị lở lói. Mẹ Trinh sơ nói, à thế à, rất là hiểu được. Và thay đổi thế giới chúng ta. Và chúng ta biết rằng là trong cái thế giới ngày hôm nay nhiều ơn gọi bị khan hiếm, nhiều người thiếu, nhiều
người thanh niên không còn muốn đi tu nữa. Trong khi đó dòng bác gái truyền giáo của mẹ là không có thể nào mà có chỗ chứa được, bởi vì người ta có cái tâm lòng yêu thương nó chi phối thế giới mạnh mẽ. Hay là một lần nữa như là Đức Hồng Y của chúng ta, Đức Hồng Y Nguyễn Thuận cũng là một người có một cái ảnh hưởng rất lớn cho người Việt Nam chúng ta và cả thế giới nữa. Thời gian mà tôi ở bên Liên bang 6 năm, chúng ta được có cái dịp phúc là sống gần bên Ngài. Mỗi khi Ngài về để cầu nguyện và thính tâm hàng tháng các anh em tu sĩ Liên bang đó, thì Ngài thường đến với chúng tôi và có những câu chuyện dí dỏm. Mặc dù cuộc đời đầy khổ đau, nhưng không phải cuộc đời Ngài và gia đình của Ngài đầy khổ đau, thử thách, hình cảnh. Nhưng một con người có Chúa, có tình yêu, họ có một cái sự tự chữa lành, một sự tự chữa lành. Thành thứ ra cuộc đời đạo tôi không thích ai đau khổ. Cho nên cái khẩu hiệu mà Ngài đặt cho Ngài của dân của Ngài là vui mừng và hy vọng. Đó là một khẩu hiệu rất thực, chứ không phải chỉ là chữ nghĩa. Thì Ngài để lại cho chúng ta nhiều cái tư tưởng và kinh nghiệm sống của một con người mà có một cái nền tu đức rất sâu xa, rất gắn bó với Chúa, có tình bác ái. Ngài nói như thế nào về sự bác ái trong cuốn sách Đường Hy Vọng Thương Bản chứ? Ngài nói như thế này: mấy vùng lượt xuôi nhưng mà không có nước ái vô ích con ạ. Khác nào mua đèn cũ sắt, khác nào mua đèn cũ sắt răng cùng khắp xã sóng làng, nhưng không có máy phát điện. Để rồi khi đêm đến tối om, cả làng mới vỡ lẽ đèn của con trăng điểm, chứ không soi sáng được gì cả. Đèn nhỏ là cái cách là đèn nhỏ. Ngài nói với các anh em giáo dân: tu sĩ sống thánh nhờ việc đạo đức thiêng liêng, ăn chay hãm mình, luật dòng tĩnh tâm. Còn giáo dân chỉ có một phương thế sống thánh, đó là đơn giản sống tình bạc ái Chúa Kitô. Ngài nói rằng lòng bác ái có năng lực biến thế giới của thú vật, nên thế giới của con người, và biến thế giới của con người nên thế giới của con Thiên Chúa. Những lời ấy chúng ta có thể áp dụng cho chúng ta, cho cộng đoàn chúng ta, cho cuộc sống mỗi ngày, cho dù chúng ta làm gì ở trong cộng đoàn này. Một anh em tín hữu, chị em tín hữu bình thường, không có cộng tác gì, cũng có thể có điều gì đó để đóng góp vào trong tình yêu thân thiết. Và nhất là những anh em phục vụ cho Chúa trong cộng đoàn này cũng có thể làm việc ấy, bởi vì Chúa gọi anh chị em này. Thưa ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta đã chia sẻ với nhau lý tưởng một cộng đoàn đức tin như là Chúa Kitô mong ước, một giáo xứ được xây dựng và có thể phát triển trên nền móng của sự hy sinh dấn thân, sự phục vụ trong khiêm tốn và với lòng bác ái, lòng hiện tại, để làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô, làm chứng cho niềm tin. Tôi nghĩ rằng có lẽ là để đóng lại những suy tư này thì không có gì ý nghĩa hơn là chúng ta nghe lại một cái gọi là bài ca đức mến mà Thánh Phaolô đã viết gửi trong lúc dự của giáo đoàn Côrintô như sau, mà có lẽ nhiều lần chúng ta cũng đã được nghe, nhưng mà hôm nay chúng ta nghe với một sự chiêm niệm, và nhất là cầu xin Chúa cho chúng ta được mang áo cho chính mình, cho đời sống cộng đoàn. Tôi nói giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại tiên thần mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la văn vẳng hay trúng trệ. Và giả như tôi nói được ân tiên tri và biết được mọi màu nhiệm toàn cả trí tri, và giả như tôi được tất cả lòng tin khiến chuyển được núi rời được non mà tôi lại không có lòng yêu mến, thì tôi vẫn là không. Và giả như tôi đem tất cả gia tư vốn liếng mà phát triển, và giả như tôi nộp mình chịu thiêu chịu đốt mà tôi không có lòng yêu mến, thì cũng là hư không vô ích cho tôi một nào. Lòng mến thì khoan dung nhân hậu, lòng mến không ghen tuông, không ba hoa, không tự mãn kiêu căng, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự bất công. Lòng mến biết chia vui cùng lòng chân thật, trong muôn sự lòng mến hết lòng bao dung, hết lòng ý tin, hết lòng trong cậy, hết lòng kiên nhẫn. Lòng mến anh chị em không hề tạm cả, dù là các ơn tiên tri cũng bị hủy, dù là các ơn ngôn ngữ cũng sẽ chấm dứt, dù là ơn chi chi cũng sẽ ra không, nhưng lòng mến không.
không bao giờ tạm lắng. Anh chị em, đó là điều chúng ta cầu nguyện cho nhau. Tôi chỉ xin gợi ý thôi. Có lẽ là trong bài chia sẻ của tôi, có nhiều điều anh chị em cũng đã biết rồi. Tôi chia sẻ luôn luôn với tính chất rằng là không phải trong một tính cách là information thôi, tức là thông tin gì, nhưng mà nhất là chúng ta nhắm đến cái việc tịnh tâm, canh tân đời sống chúng ta bằng cái lời Chúa nói để động viên tâm hồn chúng ta, tức là motivation. Xin cảm ơn ông bà chị em đã lắng nghe cái bài chia sẻ này, và có thể bây giờ chúng ta có thể chia sẻ một chút xíu bài hát trong cái ý nghĩa của sự nghiệp tông. Trước khi chúng ta giải lao một chút rồi thì nếu bà chị em có những câu hỏi thắc mắc thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau nhé. Mời bà chị em các cùng đức. Có mấy bài là toàn bài hiệp thứ nhất. Bài này là của một người anh em trong dân tộc chúng tôi, Cha Thành Tâm, ta rất là hay. Xin hiệp nhất chúng con, xin see you.